Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy xin mời chúng ta mở sách trang 147 để thực hiện một số hoạt động trong bài ôn tập cuối học kỳ 1 tiết thứ 5. Đến với tiết thứ 5 này thì chúng ta sẽ thực hiện một số hoạt động sau. Yêu cầu đầu tiên trong bài tập 1 đó là quan sát tranh và nêu nội dung từng tranh. Như vậy thì chúng ta sẽ có 4 bức tranh. Chúng mình có thể quan sát ở trong sách giáo khoa hoặc là quan sát trên màn hình. Đầu tiên chúng ta thấy bức tranh đúng không? Là một người trồng cây. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có bức tranh đó là một người khá là lớn tuổi đúng không? Và một bạn nhỏ. Bức tranh thứ ba thì chúng ta có thể quan sát thấy là bạn nhỏ và ông của mình đang chăm sóc cây. Bức tranh thứ tư thì chúng ta thấy là bạn nhỏ đang hái quả cùng với ông đúng không? Vậy thì quan sát tranh thì nội dung nếu nội dung từng tranh thì ở đây chúng ta có thể quan sát và thảo luận cho thầy nêu nội dung từng bức tranh. Thì ở hoạt động đầu tiên chúng ta sẽ nêu bức tranh số 1. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cho các bức tranh này tên một câu chuyện đúng không? Thứ nhất chúng ta sẽ phải kể lại chuyện được thể hiện trong các tranh ở trên và đặt tên cho câu chuyện. Bây giờ chúng ta có thể đặt câu chuyện ví dụ như là nhớ người trồng cây hoặc là câu chuyện ông tôi. Thì quan sát bức tranh chúng ta thấy tranh số 1 đó là một người có thể là trồng cây đúng không? Thì chúng ta sẽ kể nội dung trong bức tranh số 1 này như thế nào? Bức tranh đầu tiên chúng ta thấy là có một người trồng cây thì ở đây chúng ta sẽ kể lại bức tranh đầu tiên này như sau. Đó là nhà tôi có vườn cây ăn quả sum suê. Từ khi tôi còn bé tí, ông tôi đã làm vườn trồng các loại cây ăn quả. À đây là bức tranh số 1 đang nói về một người trồng cây đó là ông đúng không? Bức tranh số 2, chúng ta quan sát bức tranh số 2 nhé. Khi chúng ta thấy là cây cũng đã lớn và có một bạn nhỏ. Vậy thì chúng mình sẽ đặt nội dung câu chuyện cho bức tranh số 2 này như thế nào? Như thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng ông bế tôi ra vườn dạo đúng không? Hoặc là thỉnh thoảng ông bế tôi đi ra xem cây, vân vân đúng không? Thì bức tranh số 2 này chúng ta có thể kể như sau. Đó là thỉnh thoảng ông bế tôi ra vườn đi dạo. Ông nói cho tôi biết tên từng loại cây trong vườn. Thì bức tranh số 2 chúng ta có thể quan sát thì chúng ta có thể thấy đúng không? Đến với bức tranh số 3 thì chúng mình sẽ kể như thế nào? Có một bạn nhỏ đúng không? Cùng với ông của mình chăm sóc cây thì chúng ta có thể kể bức tranh số 3 này như thế nào? Cây cối trong vườn ngày một vươn cao đúng không? Rồi tôi biết theo ông ra vườn như thế nào? Đúng rồi. Thì nội dung bức tranh số 3 chúng ta có thể kể như sau. Cây cối trong vườn ngày một vươn cao và tôi thì ngày một khôn lớn. Tôi đã biết theo ông ra vườn chăm sóc từng gốc cây. Ông nhổ cỏ vun gốc cho cây. Ông hướng dẫn tôi tưới nước cho cây. Làm việc cùng ông thật là vui. Như vậy thì chúng ta có thể kể bức tranh số 3 này như vậy. Đến với bức tranh số 4 thì chúng mình thấy như thế nào? Bạn nhỏ cùng ông của mình đi ra hái quả đúng không? Thì chúng ta có thể kể bức tranh này như thế nào? Bây giờ cây trong vườn như thế nào này? Có trĩu quả không? Rồi ông hái cho tôi những quả như thế nào này? Đúng không? Rồi chúng ta thấy là những trái cây đó thì có thơm ngon không? Đúng không? Chúng mình có thể kể như vậy. Thì đối với bức tranh số 4 này, chúng mình có thể kể nội dung như sau. Đó là bây giờ cây trong vườn ông trồng đã trĩu quả. Đền ơn người trồng và chăm bón, ông hái cho tôi những trái cây đầu mùa thơm ngon nhất. Ông ơi,
cháu cảm ơn ông. Người trồng cây cho cháu hái quả ngọt. Đó là nội dung chúng ta có thể kể trong bức tranh số 4. Rồi bây giờ chúng ta có thể xem lại từng bức tranh rồi kể lại. Và sau đó đến hoạt động tiếp theo đó là chúng mình sẽ viết lại lời kể thành đoạn văn. Hoạt động viết đã thành viết lại lời kể thành đoạn văn thì chúng ta có thể viết như sau. Ông nội Na là một người rất yêu cây xanh. Ông thường trồng rất nhiều cây, trong đó có một cây cam. Ngày ông trồng nó, Na còn chưa ra đời. Bẵng đi vài năm, ông nội đã có Na. Ông nội có Na, ông thường bế Na đi dạo quanh vườn. Ở dưới gốc cây cam ấy, ông thường kể cho Na nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích, dạy Na rất nhiều điều hay lẽ phải. Những câu chuyện ấy cũng nuôi Na lớn dần. Na lại cùng ông nội chăm sóc cây cam, người tưới cây, người đào đất chăm bón kỹ càng. Chắc cây đã trưởng thành cùng Na ấy, cũng đã đến mùa đơm hoa kết trái. Mùa hoa cam thoang thoảng thơm mát. Ngày quả chín, ông lại cùng Na hái những quả đầu tiên. Sau này ông mất đi, nhưng cây cam ấy vẫn được Na chăm sóc như một ký ức, một kỷ niệm, một dấu của ông. Mỗi năm, mỗi mùa, cây vẫn đơm hoa kết trái. Nó sẽ là điểm tựa mỗi khi Na trở về. Như vậy thì dựa vào bốn bức tranh, chúng ta có thể hoàn chỉnh lại một bài viết văn như vậy. Hoặc là chúng ta cũng có thể viết theo nội dung từng bức tranh như lúc đầu thầy đã hướng dẫn. Đó là kỹ năng của chúng ta. Và như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết ôn tập cuối kỳ 1, tiết thứ 5. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo là những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.